Cơ sở lươn giống Hoàng Lan kính chào quý khách. Lươn giống size 100 con 1 kg giao cho khách Nam Định. Trước khi giao giống Long Khoa Y cho khách xem kiểm tra chất lượng con giống nha khách. 100 em 1 kg rất là to vàng đẹp. Size này về nhà cho ăn cám công nghiệp 100% cũng được. Giao khách Nam Định 2000 em. Mỗi thùng là 1000. Thùng này 1000, thùng này cũng 1000. Lươn rất vàng, rất đều và rất đẹp. Trước khi giao giống nha khách, Long quay khách xem nha. Con lươn vàng đều khỏe đẹp. Còn đây là size 1000 con 1 kg. Size này là về cho còn cho ăn Trung Quế nha khách. 3000 con giao cho khách ở Củ Chi. 3000 em thì một thùng thôi. Còn cái này là 1000 em một thùng. Size 100 con là 1000 con một thùng. Còn size này là 3000 con, nhưng mà vì nó nhỏ cho nên là chỉ có một thùng thôi. Còn size này là 500 con 1 kg giao cho khách ở Gia Lai. Trước khi giao giống Long quay cho khách xem luôn nha khách. Lươn giống vàng đều khỏe đẹp. Chiều nay gửi khách Củ Chi. Củ Chi 3000 con size 1000. Còn cái size Gia Lai này là sáng ngày mai gửi. Nam Định là chiều nay gửi luôn. Nam Định là 2000 em, mỗi em 1000. Cảm ơn khách hàng gần xa ủng hộ lươn giống Hoàng Lan. Xin chào và xin hẹn gặp lại, chúc quý khách thành công.